giờ không có người yêu để đủ ơi. Hôm qua cho coi gì mà ảnh mày á? Ảnh mày tự sướng cái gương á hả? Nổi địa chỉ. Ngã tơ sở anh ơi. Em có, em lỏng váy ra ông ơi. Tài. Đủ đang chờ tôi. Lại ảo tưởng. Tài. Anh cứ đặt ngược lại em sẽ thắng. Khi mà em nói tài, em cứ đặt ngược lại em sẽ thắng. Sâu không nhỉ, em không sâu. Ra ngôi em là idol giải trí. Ta nói bao giờ? Này, ta nói là làm khó, ta nói bao giờ hỏi làm kia. Anh lỡ đặt cho em rồi sao? Thế là em nói đúng à? Thế em bảo tài đúng không? Thế em nói đúng rồi. Tài tiếp. Ngồi như tượng. Không gì được nằm. Muốn nằm quá, mình ngủ quá. Lên giường lai. Hình như là không được đâu, nhưng phải ngồi sao ấy. Nhưng không được nằm. Nhìn em nó cứ dựng hết lên. Cái gì dựng lên anh? Con khăn đất hay con gì dựng lên? F12. Bạn được đấy. Cái gì đảm bảo vi tăng? Hình như là không được nằm, phải ngồi. Đéo ai cho nằm lai bao giờ. Con kia là con gì? Đúng rồi anh. Phải chấp nhận. Nằm phát cho gì? Nằm phát cho gì? Avatar là ngon thì nhỉ? Idol của em đấy. Khổ em thế. Khổ em thế thì thương em đi. Thương em đi còn chờ gì nữa. Tưởng nằm lên giường cho cái gì hóa ra là phạt à? Thì em sợ nằm lắm. Em làm ơn. Thương ghê, mẹ thương lấy roi ra đánh. Thương cho roi cho vọt à? Thương này thương cho roi cho vọt à? Tài đi. Đánh tí cho tỉnh ngủ. Hơi đau ở đấy. Thương thì lại đổ bia vào. Thương thì làm gì được. Thương thì đến đây đi. Thần thử gì nữa. Tài chỉ nhất là ai được. Em không biết chơi tài chỉ đâu, em chỉ bắn ngựa thôi. Em không hiểu là cái gì nhở. Kép là cái gì à? Xong rồi cái gì chín nút à? Cái gì em không hiểu nhiều cái định nghĩa ấy. Tại em không có duyên với cờ bạc lắm. Chào cô giáo, em chào anh. Đoán bừa, chúng không chúng thôi. Idol Hà Nội, đúng rồi em ở Hà Nội. Tài 10 nút là cái gì? 10 nút có phải là 10 cái chấm đen ở trên cái con xúc sắc đấy không? Tài đi, em chào cô sói, hello anh, hello mọi người. 10 nút là kép á. Xỉu 11 nút. Sao xỉu 11 nút? Em hỏi nút là cái gì? Nút là cái kiểu thấm đen đấy á. Anh em phổ biến lại luật cho em nó. Em nó không biết luật.
là cái chấm nó à, ok em hiểu rồi. Bảo anh vào làm về nhá nhì, bảo lúc là mấy cái hột à, thế à, hóa ra lúc là mấy cái hột à. Ừ em hiểu rồi đấy, tại vì em có hột mà, em có hột mà nên là em hiểu đấy. Hột gì là hột gì? Thế dịch ra idol quê đâu á? Em ở vùng cao anh ơi. Em có một hột á, em có nhiều hột. Thế là có một hột, em có nhiều hột là khác. Em ở trong lòng anh. À được. Lòng của anh có ngon không? Lòng anh ngon thì em ăn, còn không thì thôi. Vùng cao là ở đâu dạ? Vùng cao là vùng sâu, vùng xa, vùng núi đó. Chứ còn ở đâu nữa? Có quê anh ở đâu? Định đỗ mới ra luôn. Không đỗ thì ra làm gì? Cao Bằng. Chưa, Cao Bằng thì cao quá, em lại thấp hơn Cao Bằng một chung ạ. Cảm ơn anh, cô sói. Ông quê anh đuổi rồi. Anh đứng dậy làm gì? Em thích ngồi. Đứng dậy choáng lắm. Bây giờ anh phải có động lực thì em mới đứng dậy rồi. Lạc Sơn. Xong. Và Lạc Sơn. Thể thái thì gái ở đâu thì em ở đấy. Thể thái gái ở đâu thì em ở đấy. Thôi kèo gì em nói vậy chứ. Kèo gì vớ vẩn. Đi nghĩa vụ quân sự thì ra trường đầy ấy. Ờ nghĩa là sao mày, thì mày không chờ một năm nữa để thi à hay gì? Có. Gửi đi tí nữa ta like xong tao ra tao check. Gái tên Quang đúng rồi chính xác. Chóng đi tích. Ngồi cho thoải mái. Ngồi khoanh chân cho thoải mái. Thế để ngồi khoanh chân cho đỡ mỏi. Đổi tư thế anh ơi. Vỗ mông đổi tư thế. Vỗ mông đổi tư thế. Sao mà ngồi ở chung em. Ngồi khoanh chân hay là phải che cái gối vào cho đỡ vô duyên. Xỉu đi. Tài đi. Nó khách ngược lại với lời em nói. Ở đây có ai thử đứng không ạ? Mọi người hầu hết là đang nằm, đúng không? Chứ có ai dựng đứng đâu anh. Choán. Anh đang ngồi. Chỉ là hầu hết này, nằm hoặc ngồi. Biết rồi, tí ra xem. Em cảm ơn Hanpi, thank you. Em ngoan nhỉ. Giờ có động lực chưa?
động lực á? Chưa, anh chưa đủ. Em thì hơi tham. Kể mà nói là động lực thì đối với em nó không biết bao nhiêu chưa đủ. Em ngoan mà. Em không ngoan thì hư à? Phải ngoan chứ. Ngoan thì mới có người thương. Hư thì đâu được thương đâu. Thâm là thâm. À em á, em thì không thâm lắm. Em thì không biết đến nỗi thâm lắm. Vẫn sáng sáng lắm, chưa thâm lắm đâu.